chúng ta không hề có những kỷ niệm về mùa đông. Mùa Giáng sinh đúng cây nhà khi chiến tranh lửa đạn chia lìa và mất mát. Quê hương chúng ta ngày nay không còn chiến tranh, nhưng người dân vẫn còn sống trong lòng than. Không có tự do dân chủ và đàn áp tôn giáo vẫn còn. Ngày hôm nay chúng ta được hưởng những mùa đông thanh bình nơi đất khách quê người. Đêm hôm nay chúng ta được ngồi đây để hưởng một đêm nhạc thật là đậm ấm. Con nghĩ rằng chúng ta đã có được một hồng ân. Những nỗi niềm hạnh phúc hân hoan khi nhớ về mùa đông năm ấy sẽ được diễn tả qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai. Và đây, nhạc phẩm Mùa đông năm ấy sáng tác của linh mục Hoài Đức sẽ được gửi đến quý vị ngay bây giờ. Xin nhận Chúa ngôi hàng.
Thank you.